giới thiệu CD đi. Trời ơi, chị Bích Hân giới thiệu CD của chị Bích Hân luôn. Em mời chị Loan ạ. Em đang dưới hạng dạng. Em mời chị chia sẻ vài câu ạ. Bé heo rất là hay bắt cỡ. Mỗi lần đó là có anh Chí Tài lúc nào đứng cái bên là bé heo phải anh nói đi, anh nói đi. Thành ra không bao giờ nói, không có dạy gì. Cô em này nói giỏi quá. Nhưng mà đã đến đây rồi thì trước tiên chị bé heo thay mặt trên Chí Tài ở trên cao chúc cho em thành công và lúc nào cũng hát hay. Chị mê giọng hát của em lắm. Và cũng hôm nay đến đây với tình yêu thương dành cho cô em nhỏ này, mặc dù là cho chị bé heo leo cây hoài nhưng mà không sao, thương em nó lắm, biết ý em. Thế kể chị chịu khó chờ rồi mới được gặp mặt, thấy chưa, gặp rồi nè. Và thôi thì hát không phải câu nha, có hai câu thôi. Dạ mẹ bé vừa khai lên nha, có cũng lên nè. Bài hát mà bé heo khi trở lại sân khấu Thúy Nga được quý vị rất là yêu thích, xin mời quý vị thưởng thức. Không có thuộc bài đâu, hát một vài câu nha, nếu xuân đầy phấn lắm. Yes. Chị em muốn nói cảm ơn chị Tài. Cảm ơn. Em xin cảm ơn tất cả mọi người.
Và cũng không quên nhắc là ngày ra mắt CD của Bé Heo được tổ chức tại khách sạn Continental vào ngày Chủ nhật lúc 6:30. Xin mời quý vị đến tham dự. Em sẽ được gửi tặng chị Phương Loan. Chắc thêm nhiều. Các bạn ở dưới chưa? Thấy chưa? Có đó là có quà. Cảm ơn chị. Dạ. Thôi bây giờ có lẽ là thời lượng của chúng ta sẽ không còn nhiều nữa. Rất mong tất cả các bạn, các anh chị, các fan, chị Như Quỳnh lúc nào cũng thương các fan cả. Tất cả những gì fan yêu cầu, đề nghị, chị Như Quỳnh sẽ cố gắng đáp ứng hết khả năng của mình nha. Không bao giờ quên các em và các bạn đâu. Mong rằng cuốn CD này thay cho lời cảm ơn và sự chờ đợi của các bạn đã quá lâu. Mong rằng trong lần tới Như Quỳnh sẽ có những cuốn album phát hành kế tiếp, hy vọng sẽ đẹp hơn, hay hơn và chúng ta tổ chức lớn hơn nữa nhé. Cho cái câu hỏi ở lúc này, anh chị em phóng viên báo chí nếu có nhu cầu đặt câu hỏi cho Như Quỳnh, chúng ta có thể tranh thủ những phút cuối cùng. Xin lỗi là chúng tôi đã ăn cắp thời gian của quý anh chị phóng viên, vì chúng tôi tin rằng là không có gì tốt hơn cho người ca sĩ bằng tiếng hát và bằng cái từ, là những thông tin, những dữ liệu có giá trị nhất mà chúng tôi chọn chia sẻ với truyền thông cũng như khán giả ái mộ. Nhưng chắc chắn là vào giờ phút này thì Như Quỳnh cũng xin là có thêm một chút thời gian cùng với các anh chị phóng viên để hỗ trợ cho các anh chị, cũng như là trả lời các câu hỏi mà phía truyền thông muốn đặt ra cho chị Như Quỳnh. Và Như xin mời ạ.